Vì sao những bài tập cardio thống trị ở hầu hết các phòng tập gym? Cardio là hệ thống nhiều bài tập liên quan đến tim mạch kết hợp với nhau. Tập cardio chia làm hai loại, lead và hit. Tùy thuộc vào phù hợp thể trạng và mục tiêu tập luyện khác nhau, nhưng kết quả cuối cùng mà cardio mang lại không khỏi làm người khác ngạc nhiên. Cardio là bài tập xuất hiện tích cực trong chương trình tập luyện ở hầu hết các phòng tập gym. Đây là hệ thống các bài tập kết hợp với nhau, không chỉ giúp người ta tập cải thiện sức khỏe tim mạch mà còn góp phần giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài tập luyện đúng cách, bạn phải xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng hợp lý để phát huy tối đa hiệu quả việc tập luyện. Gần đây, các bài tập cardio ngày càng trở nên phổ biến, càn quét các phòng tập gym và giành được nhiều sự quan tâm của người tập. Vậy, cardio là gì? Hiệu quả và phương pháp tập như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong video này nhé! Cardio là gì? Cardio, tên đầy đủ là cardiovascular, là bài tập liên quan đến tim mạch. Đây không phải là bài tập đơn lẻ, mà là hệ thống các bài tập kết hợp với nhau, giúp cơ thể kiểm soát nhịp tim, tăng cường lưu thông máu. Nhờ đó, các bộ phận trên cơ thể, đặc biệt là cơ bắp, sẽ tiếp nhận được đủ lượng khí oxy được cung cấp cho hoạt động sống diễn ra bên trong cơ thể. Phân loại bài tập cardio trong phòng tập gym. Dựa vào cường độ tập luyện, người ta chia làm hai loại. Tập cardio với cường độ thấp. Cardio cường độ thấp được gọi là lead. Lead phù hợp cho các trường hợp muốn phục hồi cơ thể sau các bài tập nặng nhọc hoặc đốt cháy mỡ thừa. Đối với người muốn phục hồi cơ thể, thời gian tập lead từ 20 đến 30 phút. Đối với người muốn đốt cháy mỡ hiệu quả, thời gian tập thông thường kéo dài khoảng 1 giờ. Tập cardio với cường độ cao. Cardio cường độ cao được gọi là HIIT, là những bài tập có cường độ cao ngắt quãng. HIIT giúp đốt cháy calo từ chất béo, đường và protein một cách nhanh chóng, đồng thời kích thích trao đổi chất mãnh liệt trong cơ thể, giúp giải phóng năng lượng liên tục trong ngày và đốt cháy mỡ thừa. Vì bài tập có cường độ cao nên thời gian tập luyện thường kéo dài từ 20 đến 30 phút. Vậy thì lợi ích của tập cardio đối với sức khỏe là gì? Cardio mang lại rất nhiều hiệu quả cải thiện sức khỏe đáng kinh ngạc cho người tập. Đốt cháy mỡ thừa, giảm cân hiệu quả. Các bài tập cardio giúp cho người tập tiêu hóa khá nhiều năng lượng, làm tan mỡ thừa trên cơ thể, đặc biệt là phần hông, đùi và bụng. Bài tập sẽ tác động đến dạ dày của người tập, thúc đẩy quá trình tiêu hóa, đem lại hiệu quả giảm cân trong vòng 1 tháng. Tăng tuần hoàn máu, giảm căng thẳng. Luyện tập cardio hàng ngày giúp mở rộng các mạch máu lớn nhỏ, tăng lượng máu và oxy tới cơ, tăng tuần hoàn máu não, ổn định đường huyết, giảm căng thẳng mệt mỏi. Tăng cường thể chất. Như các bài tập khác, cardio giúp bạn tăng sức bền, sự dẻo dai, độ linh hoạt của các khớp xương, cơ thể luôn cảm thấy tươi mới, tràn đầy sức sống. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Cardio là một bài tập tốt cho tim mạch, giúp bạn thở mạnh, sâu, kiểm soát được nhịp tim. Nếu bạn thường hay thở dốc khi leo cầu thang hoặc chạy bộ, là những bài tập cardio giúp bạn cải thiện rõ rệt tình trạng này. Về chế độ dinh dưỡng khi tập cardio trong phòng tập gym. Nên ăn gì trước khi tập cardio? Nếu bạn tập vào buổi sáng và tập ít hơn 40 phút, bạn nên ăn nhẹ chuối hoặc táo và nhớ ăn trước giờ tập ít nhất 20 phút. Nếu tập trên 40 phút, bạn có thể dùng thêm trứng hoặc một miếng thịt nhỏ để có đủ năng lượng theo đuổi bài tập, nhưng nhớ là phải ăn trước giờ tập ít nhất 1 tiếng. Nếu bạn tập vào buổi chiều, bạn có thể dùng cơm như thực phẩm dễ tiêu hóa như bánh mì, táo hoặc bổ sung protein bằng một ly sữa, sandwich cá ngừ. Hạn chế ăn đồ có chất béo và ăn trước khi tập ít nhất 1 giờ 30 phút. Ăn gì sau khi tập cardio để xây dựng cơ bắp? Nếu tập cardio cường độ thấp, bạn nên tập trung bổ sung lượng nước bị mất đi sau đó, có thể bài tập sẽ làm cho nhịp tim của bạn tăng và đổ nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, calo không mất đi nhiều nên tránh ăn uống thoải mái sẽ gây tác dụng ngược. Nếu bạn tập cardio cường độ cao, bạn nên bổ sung dinh dưỡng trong khoảng từ 45 đến 60 phút sau khi tập. Một lượng lớn năng lượng sẽ bị tiêu hóa trong quá trình tập luyện, nên một bữa ăn với tỷ lệ carbohydrate protein là 3:1 sẽ thích hợp cho hầu hết mọi người. Lúc này, protein giúp xây dựng lại cơ bắp, trong khi đó carbohydrate sẽ lưu trữ glycogen trong cơ bắp. Điều này giúp tái tạo nguồn năng lượng cho cơ thể. Một số thực phẩm mẫu mà bạn có thể tham khảo như hỗn hợp protein và chuối, hoặc bạn có thể dùng một ly sữa sô-cô-la, có thể thay thế bằng sữa chua Hy Lạp hoặc quả mọng nước. Ngoài ra, để đạt được hiệu quả cao trong quá trình giảm cân, khẩu phần ăn hàng ngày của bạn cũng được cân đối. Nên thực hiện phương pháp ăn kiêng khoa học kết hợp thực phẩm tăng cơ và duy trì việc tập luyện đều đặn để có được sức khỏe tốt cùng vóc dáng tròn đẹp. Vừa rồi là những chia sẻ của mình. Sau đây là một siêu vận động viên với các bài tập cardio cường độ cao, các bạn có thể xem và tham khảo nhé. Và bạn nào đã có nhu cầu muốn mua dụng cụ tập gym, hãy kích vào link dưới mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. So enigmatic and charismatic, gotta live static, gotta get at it, never pragmatic, cause we live tragic, I can't live average, to be alive's magic, turn it up in the back cause I'm grabbing, everything I want get in my way and I'm stabbing, I'll be moving crowds till I'm 6 feet napping, they need another fix hooked on like an addict, I got my eyes on the prize and it's changing lives, I wanna live till I die, make a difference right, I wanna give those in need a reason to fight, I wanna live every day like it's my last night. I wanna change how we play the game. Rearrange all the pieces till they say my name. Push an agenda against doing what they say. I wanna stand up and start a revolution. I wanna start a revolution.